Hồi cấp 2 tôi ở ký túc xá, có bạn cùng phòng bị hôi chân. Đó là cái mùi kinh khủng nhất mà tôi từng ngửi thấy. Nếu bạn chưa tưởng tượng được cái mùi đó, thì đây là một ví dụ. Hôm đó học thể dục, Thanh Vân được cử làm người tập hướng dẫn cho lớp. Cả lớp đứng ngay ngắn. Khi chuẩn bị tập thể dục, có lẽ có một hòn đá mắc kẹt trong giày. Cậu ta cởi giày giục đá ra, một cơn gió quái ác thổi đến, thổi trực tiếp từ phía cậu ấy đến chúng tôi. Mùi hương đó đã quét sạch đội hình cả lớp. Bạn có thể tưởng tượng, hiện trường có hàng chục người nôn mửa. Tôi thực sự không đùa đâu, không bốc phét chút nào. Nhưng thứ này đối với tôi chỉ là tầm thường. Chưa là gì, vì tôi ở cùng phòng với Thành Vân, có thể do tiếp xúc nhiều nên tôi có kháng thể. Nhưng cậu ấy có một thói quen mà tôi thực sự không thể chịu nổi. Đặc biệt thích ăn mì tôm, mà còn là loại mì hải sản mùi rất nồng. Tối nào cũng phải ăn xong mới đi tắm. Mỗi khi ăn cậu ấy lại cởi giày ra. Chắc là do cộng thêm mùi hôi chân mới khiến cho cậu ấy thỏa mãn sở thích ăn uống. Như vậy hương vị sẽ thơm hơn. Nhưng điều khiến cậu ấy thỏa mãn lại làm tổn thương chúng tôi. Mùi hải sản và mùi hôi chân hòa quyện cùng với nhau đã tạo thành một thứ mùi cực kỳ kinh tởm. Vì để đảm bảo 3 năm học cấp 3 của mình được toàn vẹn, bạn có biết rằng tôi và hai người bạn còn lại thậm chí còn phải trang bị mặt nạ phòng độc. Bạn nghĩ thế này là đã hết rồi à? Thế thì bạn sống vội quá. Bạn đã biết cách biến từ một hộp mì ăn liền trở thành hai hộp chưa? Tôi cũng không biết điều này. Mãi cho đến khi tôi thấy cậu ấy làm, tôi thực sự nể phục sát đất. Cậu ấy đúng là ông vua mì tôm, chúa tể sáng tạo. Đêm đó tôi đang ngủ ngon, đột nhiên có âm thanh sột soạt vang lên, khiến cho tôi thức giấc, mở mắt ra và nhìn thấy Thành Vân. Cậu đang làm gì nữa vậy? Nửa đêm rồi còn ăn mì tôm nữa à? Cậu ấy nói không, không, cái này để cho sáng mai. Sáng mai mới ăn, vậy tại sao lại pha mì bây giờ? Để đến sáng mai thì nở hết rồi. Đấy là điều tớ muốn. Một hộp mì sẽ nở lên nhiều bằng hai hộp cộng lại. Ôi trời, cậu ta thật là thông thái. Lúc đó tôi đã thực sự sốc, không thể bác bỏ được nó. Một người bình thường sẽ không thể nào nghĩ ra được như vậy. Và rồi đêm hôm đó, thằng Vân pha một hộp mì rồi đặt nó cạnh đầu giường. Mùi mì hải sản cộng thêm mùi giày thối khiến tôi ngạt thở. Thằng mèo nằm ở trên không chịu đựng được nữa, định ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để hít thở không khí. Khi bước xuống giường, nó vô thức dẫm chân vào hộp mì. Trong cơn mơ màng, nó không biết là gì, dùng chân khuấy khuấy để kiểm tra mới biết là hộp mì. Thành Vân đã ngủ say. Để không gây rắc rối, thằng mèo đậy hộp mì lại, như thể không có chuyện gì. Sáng hôm sau, Thành Vân ăn mì và nói mì hải sản hôm nay hơi mặn, chưa kể còn có mùi thối, hay là hết hạn rồi. Cũng nhờ thế mà từ đó trở đi, Thành Vân không bao giờ ăn mì nữa. Chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.